Mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ ra trên lưu vực khá lớn, đặc biệt trong ngày 25 và 26 tháng 9. Vì vậy, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định là nguồn nước trên dòng chính sông Mê Công, khu vực Trung Hạ Lào và Campuchia trong các ngày tới sẽ tăng trở lại với cường suất khá cao. Theo đó, thì nguồn nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc nhận định tăng nhẹ trong hai ngày tới, sau đó tăng mạnh hơn và nếu trong hai tuần đầu tháng 10 diễn biến mưa bão trên khu vực lưu vực sông Mekong Công không có gì bất thường thì nhiều khả năng lũ đầu nguồn sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh lũ chính vụ vào ngày 1 và ngày 2 tháng 10 với mực nước tại Tân Châu đạt khoảng 2,90 m đến 3,10 m. Lũ nội đồng đồng bằng sông Cửu Long dự báo có xu thế tăng trong vài ngày tới, trong vài tuần tới và biến đổi mạnh theo triệu.